Chiều ngày 31 tháng 3, tại vịnh trung tâm thị trấn Cát Bà, Ủy ban Nhân dân huyện Cát Hải phối hợp báo Hải Phòng tổ chức giải đua thuyền rồng huyện Cát Hải tranh cúp báo Hải Phòng lần thứ 27 năm 2023. Đây là giải đấu truyền thống được tổ chức hàng năm đúng vào dịp lễ hội kỷ niệm ngày Bác Hồ về thăm làng cá, ngày truyền thống ngành thủy sản Việt Nam và khai mạc du lịch Cát Bà. Tham dự giải đấu năm nay gồm 4 đội giàu truyền thống và mạnh nhất của huyện Cát Hải gồm thị trấn Cát Bà, thị trấn Cát Hải, xã Phù Long và xã Hoàng Châu. Mỗi đội gồm 25 thành viên thi đấu ở cự ly 6.000m với 3 vòng khép kín trên vịnh trung tâm thị trấn Cát Bà. Trước khi các đội vào vạch xuất phát là màn diễu hành trên biển, đi đầu là con tàu mang theo ảnh Bác Hồ và đội nghi thức. Tiếp đó là khối quần chúng, lực lượng vũ trang với các tàu được trang hoàng cờ, hoa, biểu ngữ, chào mừng ngày hội. Cuối cùng là màn diễu hành khởi động của các đội tuyển tham dự giải đấu. Thời tiết dịu mát, sóng nhẹ tạo điều kiện khá lý tưởng để các đội tranh tài. Trên bờ kè vịnh trung tâm thị trấn Cát Bà chật kín người dân, khách du lịch háo hức chờ đón, tranh luận, dự đoán đội vô địch khiến không khí sôi động. Tại giải đấu năm nay, đội xã Phù Long với truyền thống 19 lần vô địch, giành cúp báo Hải Phòng vẫn là đội được đánh giá cao nhất. Tiếp đó là các đội thị trấn Cát Bà, thị trấn Cát Hải, các đội vô địch những năm gần đây. Ngay sau hiệu lệnh xuất phát, các đội đều gắng sức vươn lên từ những mét đua đầu tiên. Không khí sôi nổi không chỉ diễn ra ở đường đua dưới nước mà còn cả ở trên bờ, nơi hàng nghìn khán giả, du khách cuồng nhiệt cổ vũ các đội đua. Sau vòng đua đầu tiên, khoảng cách bắt đầu được hình thành. Ở top đầu, đội thị trấn Cát Bà, Cát Hải bám sát từng mét nước với đội tuyển Phú Long. Trong khi đó, đội Hoàng Châu đứng cuối cùng với khoảng cách gần nửa thân thuyền so với đội Phú Long. Ở vòng đua thứ hai, khoảng cách giữa các đội hình thành rõ rệt hơn. Đội Phú Long bỏ xa hai đội tuyển thị trấn Cát Bà, Cát Hải với khoảng cách gần một thân thuyền. Đội tuyển Hoàng Châu tỏ ra đuối sức và vẫn là đội xếp cuối. Ở vòng đua thứ ba, vòng đua cuối, các đội tuyển dồn hết sức để quyết tâm giành cúp. Cuộc đua vô địch diễn ra hấp dẫn khi đội tuyển Cát Bà bứt tốc, bám sát đội tuyển Phú Long. Đã có những khoảnh khắc hai thuyền gần như song song. Ở top dưới, đội tuyển thị trấn Cát Hải vẫn cách top đầu gần một thân thuyền, đội Hoàng Long xếp cuối. Gần 200 mét nước cuối cùng, hai đội thị trấn Cát Bà, xã Phú Long tiếp tục bám đuổi nhau quyết liệt. Tuy nhiên, với kinh nghiệm, độ dẻo dai, đội xã Phú Long vẫn duy trì tốc độ tốt và xuất sắc cán đích ở vị trí đầu tiên. Đây là lần thứ 20 đội tuyển Phú Long giành cúp sau 27 lần giải đấu được tổ chức. Đội thị trấn Cát Bà dù rất nỗ lực, tuy nhiên đành xếp ở vị trí thứ 2 trên chính sân nhà. Đội thị trấn Cát Hải xếp ở vị trí thứ 3 của giải đấu, đội xã Hoàng Châu xếp ở vị trí thứ 4. Trong những ngày qua thì tôi và toàn đội thì vẫn là cố gắng tập luyện, khắc phục khó khăn công việc gia đình, không ngại lắng mưa gian khổ để giành chiến thắng ngày hôm nay. Xã Phú Long là một bề dày truyền thống về môn thuyền rồng, và khi chúng tôi bước xuống thuyền thì luôn luôn nghĩ tới hơn 2.000 bà con của xã Phú Long đang mong đợi chúng tôi giành chiến thắng mà mang về. Ngay sau cuộc đua, ban tổ chức tiến hành bế mạc giải đấu. Các đồng chí Phạm Quang Hiển, Bí thư Huyện ủy Cát Hải, Nguyễn Ngọc Ánh, tổng biên tập báo Hải Phòng cùng đại diện nhà tài trợ trao cúp vô địch của báo Hải Phòng, cờ hoa cùng giải thưởng 30 triệu đồng tặng đội xã Phú Long đoạt chức vô địch. Ban tổ chức trao các giải nhì, ba, khuyến khích lần lượt các đội thị trấn Cát Bà, thị trấn Cát Hải, xã Hoàng Châu.